đang xem video tại kênh youtube review đăng. đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Cuối cùng Kỳ Nhiên cũng niết bàn trùng sinh rồi. Cậu đem theo con trai trở về. Lúc này, Dạ Lăng Hàn đã được đưa vào bệnh viện. Trong đầu hắn là khung cảnh đám cháy đó, Kỳ Nhiên hướng về phía hắn nói vĩnh biệt. Dạ Lăng Hàn muốn kéo Kỳ Nhiên lại. Hắn biết bản thân sai rồi. Hắn cầu xin Kỳ Nhiên trở về. Hắn muốn dùng cả đời để bù đắp cho cậu. Nhưng Kỳ Nhiên vẫn lựa chọn nhảy vào ngọn lửa. Dạ Lăng Hàn mãi mãi không thể tìm thấy nhiên nhiên của hắn nữa rồi. Dạ Lăng Hàn bị dọa cho tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là phải đi tìm Kỳ Nhiên. Nhiên Nhiên đang ở phòng bệnh nào? Trợ lý giữ Dạ Lăng Hàn lại. Dạ thiếu, lửa quá lớn, không cứu được Kỳ thiếu. Dạ Lăng Hàn không muốn tin. Ánh mắt hắn tràn ngập tơ máu. Ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng. Cậu dám chu ẻo em ấy? Tôi giết cậu. Mặc kệ trợ lý có nói thế nào, Dạ Lăng Hàn đều không tin, hắn phát điên muốn xông ra khỏi phòng bệnh các người đều gạt tôi tôi phải đi tìm kỳ nhiên dạ phu nhân ngăn dạ lăng hàn lại nói cái chết của kỳ nhiên là chuyện ngoài ý muốn hơn nữa nó còn là toạn tiện nhân không quan trọng con đau lòng một vài ngày là hết rồi lời này trực tiếp làm dạ lăng hàn nổi giận rồi hắn đẩy bà ta ra em ấy không phải nhiên nhiên là người yêu của tôi là các người ép em ấy phải đi đều tại các người em ấy bị các người ép chết sau cùng hắn suy sụp ngồi dưới sàn không đúng, là tôi. Là tôi không quan tâm đến mong muốn của em ấy, ép em ấy thành Omega. Là tôi không trân trọng em ấy hết lần này đến lần khác. Là tôi ép em ấy đi đến bước đường cùng. Dạ lăng hàn hung hăng cho bản thân một cái tát. Đều là lỗi của tôi. Tôi đáng chết. Nhiên nhiên xin em đừng vứt bỏ anh. Trong một biệt thự tư nhân ở Bắc Thành. Kỳ nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Các vị là ai? Vì sao lại gọi tôi là thiếu gia? Vân Tống nhắc tay ý bảo bác sĩ ra ngoài trước. Sau đó, ông dịu dàng vươn tay xoa đầu kỳ nhiên. Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Cuối cùng ở dưới cửu tuyển lão gia và phu nhân có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Tiếp đó, ông lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo. Đưa tới trước mặt kỳ nhiên. Rồi lên tiếng giải thích. Ngài vốn dĩ là vân giật con trai duy nhất của người giàu nhất Vân Thành, Vân Ánh Sơn. Năm đó, phu nhân và lão gia đưa ngài cùng đi du lịch. Không ngờ tới gặp phải cuộc tập kích bất ngờ của đối thủ trong lúc hỗn loạn, lạc mất ngài. Đến lúc chết bọn họ vẫn luôn miệng nói muốn tìm được ngài, kỳ nhiên cuối cùng cũng hiểu. Chả trách bọn họ lại thiên vị đến vậy. Thì ra bản thân cậu không phải là con trai của nhà họ kỳ. Kỳ nhiên ngắm nhìn người phụ nữ trong ảnh hồi lâu, có thể dễ dàng nhận ra, cậu rất giống bà ấy. Vân Tống tiếc nuối bày tỏ, nếu như tìm được ngài sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu. Sau đó, ông đưa kỳ nhiên ra ngoài ban công, chỉ về đại dương bao la trước mặt. Hiếu ra, ngài đồng ý cùng tôi trở về Vân Thành nhận tổ quy tông không? Kỳ nhiên đương nhiên bằng lòng, cậu muốn vứt bỏ toàn bộ những gì ở nơi này. Nhưng kỳ nhiên có một điều kiện. Cậu dịu dàng đặt tay lên bụng, các người bắt buộc phải đảm bảo để nó an toàn ra đời. Vân Tống đáp, ngài yên tâm, tôi dùng mạng của mình đảm bảo. Kỳ nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời. Dạ Lăng Hàn, hiện giờ tôi đấu không lại anh, chỉ có thể tránh anh càng xa càng tốt. Nhưng đợi ngày tôi trở về tôi sẽ bắt anh phải trả giá vì tất cả những gì anh đã gây ra bốn năm sau đỉnh lưu tả hữu trạch tới bắc thành rồi tất cả những mặt báo lớn đến nhắc đến tin tức về anh ta lúc này anh ta đang quay lại hướng về phía người đàn ông đi phía sau lưng nói anh giật sao nào em rất nổi tiếng ở bắc thành có phải không anh nhớ theo sát ngàn lần đừng để lạc mất tuế tuế đừng để đám đông tách ra vân giật từ trong xe bước ra ngoài một tay nắm lấy tay một bé trai ba tuổi cảm ơn bạn đã xem hết video nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha